Cẩm Tâm Tượng Ngọc. Trà Xanh Cẩm Tâm Tượng Ngọc cố ý tiết lộ tin sốc gây lục đục nội bộ, ai ngờ bị nạn nhân tát lật mặt không nương tay. Kiều Liên Phòng, Hà Hoàng San càng ngày càng để lộ rõ bản chất thâm độc của mình. Trong khi tất cả mọi người đều cố gắng che giấu chuyện Phượng Khanh là con của Từ Lệnh Khoan thì riêng cô ta lại muốn Đan Dương biết điều này, gián tiếp gây ra lục đục nội bộ trong Từ gia. Sau khi Đan Dương nghe Trà Xanh Cẩm Tâm Tượng Ngọc nói ra bí mật, cô đã không giữ được bình tĩnh mà nhanh chóng đi tìm Phượng Khanh để xác nhận. Thế nhưng chính lúc ấy, cô lại không may bước phải một bậc thềm, đang được trùng tu nên đã bị trượt chân. Điều này xảy ra quả thật đúng như kế hoạch của Kiều Liên Phong. Cô ta biết rõ bậc thềm ở Tây Khỏa Viện đang được trùng tu, Đan Dương lại đang mang thai. Trước đó trời lại mưa, nếu đuổi theo Phượng Khanh ở đấy chắc hẳn sẽ gặp phải chuyện không may. Mà nữ chính Cẩm Tâm Tượng Ngọc chắc chắn sẽ không để yên ổn, vì cô là người đứng ra cho người sửa lại bậc thềm, vô tình gây nguy hiểm cho Đan Dương. Thế nhưng may mắn thay, lúc Đan Dương trực chân, nữ chính Cẩm Tâm Tượng Ngọc đã kịp thời đỡ cô, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ Đan Dương sau khi biết Kiều Liên Phòng để lộ bí mật của Phượng Khanh. Bởi vậy, cô đã không chỉ lấy được lòng tin của Đan Dương mà còn giúp nàng ấy suy nghĩ thông suốt. Nhờ thế mà gia đình của Từ Lệnh Khoan vẫn được êm ấm. Đối với Kiều Liên Phòng, Đan Dương lại cảm thấy cô ta thực sự rất mưu mô. Trước mặt Thái Phu Nhân, Đan Dương cố tình khen ngợi nữ chính Cẩm Tâm Tượng Ngọc nhằm dìm hàng Kiều Di Nương. Thậm chí trước đó cô còn thẳng tay cho Trà Xanh một phát tát vì ý đồ xấu xa. Từ Lệnh Nghi, Trung Hàn Lương và La Thập Nhất cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định giao cho ai chăm sóc Phượng Khanh. Không phải Kiều Liên Phòng, không phải Tần Di Nương, người nuôi dưỡng Phượng Khanh trong tương lai lại là Di Trân. Về phía cặp đôi chính của Cẩm Tâm Thượng Ngọc, tình cảm của cả hai đang dần đi lên. La Thập Nhất cuối cùng cũng đã chịu ngủ cùng Từ Lệnh Nghi, sau đó cũng học cách thay y phục cho chồng. Từ Lệnh Nghi thì không biết từ bao giờ luôn nghe theo lời của La Thập Nhất, thay đổi thái độ đối đãi với mọi người khác hẳn so với ngày xưa. Tình cảm của cặp đôi Cẩm Tâm Thượng Ngọc đã có nhiều chuyển biến. Anh cũng phát hiện ra La Thập Nhất nén đi dạy nghề thêu ở chỗ Giản sư phụ. Mặc dù ban đầu nam chính Cẩm Tâm Thượng Ngọc có ý định không cho vợ nhỏ tiếp tục làm điều này, nhưng sau khi biết ý tốt của cô, anh quyết định giả vờ nhưng chưa từng phát hiện ra bí mật này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.